Nếu như quý khách đang tìm mua một bộ bật ăn phải sang xịn và chất gỗ thì phải là chất gỗ tốt và chất lượng, thì cái video này của em chính là cái gọi là tín hiệu vũ trụ gửi đến quý khách đấy ạ. Hiện tại cái mẫu bật ăn này thì là cái mẫu mới nhất của xưởng nhà em. Thì hôm nay sau khi mà hoàn thiện xong xuôi thì bên em sẽ kê lên đây để giới thiệu tới quý khách, tới những quý khách mà đang cần mua, đang có nhu cầu tìm một bộ bàn ăn không chỉ vừa đẹp vừa hiện đại mà còn vô cùng sang trọng và đẳng cấp. Vâng, thì không để quý khách chờ lâu thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết, đường nét hay là những cái thông số kỹ thuật cụ thể của bộ bàn ăn này. Thì trước hết về chất liệu gỗ của bộ bàn ăn này thì bên làm với chất liệu là gỗ hương đá nhá quý khách nhá. Trong các loại gỗ thì có gỗ hương đá và gỗ gõ thì được coi là cái dòng gỗ bền, cứng cáp và chất lượng. Đi đôi với nó thì giá cả sẽ cao hơn so với các loại gỗ bình dân như là gỗ xoan hay là gỗ sồi. Đấy. Với chiếc bàn thì bên làm với kích thước là dài 1m97 và rộng là rộng 97 phân nhá quý khách nhá. Và ván bàn thì làm ván dày 2 phân và khung tranh thì sẽ ốp 2 lượt. Lượt 1 thì bọn em làm 4 phân và lượt 2 là 4 phân, tổng cộng là 8 phân nha quý khách nhá. Rất là dày dặn và chắc chắn. Đối với cái phần chân bàn này thì bọn em làm cũng rất là đơn giản thôi. Nhưng mà chính cái sự đơn giản đấy thì lại làm nên toát lên cái sự hiện đại của bộ bàn ăn này. Đấy. Chân thì bọn em là làm đấu hai đầu chân, có xà thì rất là to và chắc chắn. Chân thì bọn em làm là chân kích thước 14 hết nha quý khách nhá. Đấy, và chân thì choãi hình chữ U. Đối với mẫu bàn này thì xưởng Minh Châu chúng em thì làm gầm bàn và gầm ghế thì là đều sơn bóng như phần mặt, ba lớp lót rồi lớp màu, lớp bóng là như phần trên. Làm thì rất là kỹ từ phần mộc cho đến phần nước sơn nha quý khách nhá. Đối với cái mẫu ghế này thì gọi là mẫu ghế kiểu vách kiểu lá chuối. Thì với cái phần mặt ghế thì bọn em là làm mặt tràn dày 3 phân nha quý khách nhá. Rộng là rộng 45 phân và thu lại chỉ còn 40 phân thôi. Đấy, yếm thì là yếm dày 3 phân, cao từ mặt đất lên mặt ngồi là cao 45 phân và cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là cao 1m07. Riêng cái phần tựa lưng này thì em làm rất là dày luôn. Phần vách trên thì là dày 2,5 phân và dưới thì là dày vào 4 phân rồi quý khách ạ. Đấy, rất là dày dặn. Đây, ở đằng sau, đằng trước, đằng sau như một. Sơn bóng mịn mà. Vân gỗ thì rất là đẹp luôn ạ. Vân gỗ tuyển chọn nha quý khách nhá. Vân rất đẹp. Đấy. Bộ này kê vào nhà thì phải gọi là siêu đẹp, ngồi thì mát lạnh luôn. Khi mà quý khách mua hàng thì bên em sẽ tặng kèm quý khách là một chiếc kính bàn nhá quý khách nhá. Đấy, và hiện tại bộ như video em đang quay gồm 8 ghế như này thì em đang bán với giá là 33 triệu 500 ngàn đồng. Bên em giao hàng toàn quốc 3 miền Bắc Trung Nam. Hiện tại quý khách nào đang có nhu cầu cần mua bàn ăn hay là có nhu cầu muốn được tư vấn thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đã để trên màn hình hoặc là kết bạn với Zalo bên em thì em có thể là gửi ảnh và tư vấn cho quý khách kỹ hơn với số điện thoại 098 154 2890. Rất là cảm ơn quý khách đã dành một chút thời gian để xem video em giới thiệu sản phẩm. Nếu như quý khách thích cái clip giới thiệu sản phẩm này thì có thể là tặng bên em một nút thích này và đăng ký. Thì để sau đấy khi mà cơ sở tiếp tục đăng lên những cái video giới thiệu sản phẩm khác thì nó sẽ thông báo về YouTube của quý khách để quý khách có thể nhìn thấy và ấn vào xem. Rất là cảm ơn quý khách ạ.